Vâng, chúng tôi xin phép được tiếp lời thiên tá Trịnh Đức Phương về cái bữa ăn ngày hôm nay. Thì trên bàn của quý vị có mỗi một bàn đều có một cái phong bì, và chút nữa đây sẽ có một cái ủy ban đại chánh sẽ đi thu. Mỗi một khẩu phần của người một người là hôm nay là 40 đồng. Chúng tôi xin thông báo cùng quý vị được biết. Xin cảm ơn. Chúng tôi xin kính mời tù Vũ Hoàn phát biểu trong buổi lễ quốc nhục hôm nay. Kính thưa quý vị, với sự về lễ của quý vị hôm nay, chúng tôi nói lên cái nhớ lại cái ngày mà di cư 20 tháng 7, 1974. Thì thưa quý vị, trước khi đi vào vấn đề, chúng tôi xin nói sơ qua về vấn đề cuốn sách mà giáo sư Dương Đại Hải đã phát biểu trên diễn đàn. Thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa là cái lịch sử lập quốc từ rồi thì vua An Dương Vương dựng nước, mà tính đến ngày đó là đi mà 4876 năm, nhưng tới ngày này thì ông nói cái hôm nay là còn thiếu 6 năm nữa chạy 5.000 năm. Nhưng mà đấy là cái di nguyện mà vua Dương Vương nói rằng cái họ Hợp Bàn là cháu bốn đời vua Thần Nông, mà vua Thần Nông cái bốn đời đến đây 200 năm rồi. Họ Hợp Bàn cũng phải đó 200 năm nữa thì chúng ta biết bàn đến cái việc đó. Nếu quý vị có dịp, quý vị có đọc cuốn sách Xoan Tu của tiến sĩ Mỹ đi từ Ấn Độ khắp các miền Đông Nam Á đến từ năm 75, từ năm 70, từ năm 66, 68 đến năm 75 là đúng 77 năm. Thì tiến sĩ có biết là cái Việt Nam nó đã có từ 15 đến 20 ngàn năm nay. Vậy thì xin quý vị cứ nói muốn biết đó, quý vị sẽ đọc cuốn sách đó. Thấy bây giờ chúng tôi xin nói về cái lịch sử chiến quốc, lịch sử bắt đầu từ Hồ Chí Minh trở về nước và bắt tay với lại cùng với lại nhà Trần. Cũng như là năm đó 72 tuổi, Hồ Chí Minh mới 53 tuổi thôi. Thế thì khi đang họp mà để bàn đến với nhau lập chính phủ, thì Hồ Chí Minh lén lên Đài Phát thanh Hà Nội để tuyên bố cái bản tuyên ngôn độc lập. Sau đó thì ở dưới hội nghị phản đối, Hồ Chí Minh ôm lấy cung hoài thần khóc và xin phụ, xin bác thương cho chàng nào cũng lỡ rồi để nhận kỳ sau để xin được bác. Đấy là cái Hồ Chí Minh mới lấy đồng minh. Thế khi mà cuộc chiến xảy ra, lần lượt sẽ thanh toán những người phụng ra. Ví dụ chúng tôi với mình là một
người của Quốc gia Đảng, có 3 người tướng Võ Nguyên Giáp, đại tướng trung tướng Trần Văn Bình, thiếu tướng ông thì quên rồi, thế cụ ông Nguyễn Bình nhá, chỉ huy ở miền Nam đang thắng lợi, dùng cái chiến thuật gọi là đơn thổ kháng chiến đánh Pháp cách dễ dàng, thành thử ra Hồ Chí Minh cho người báo phục kích để Pháp bắt Pháp mà giết Trung tướng Nguyễn Bình, mà Hồ Chí Minh không nổi tiếng, đó là nghĩa là cái lý do. Lý do thứ hai, kính thưa quý vị có tin là ngài 103 tuổi không? Mà ngài có cái trí nhớ siêu việt. Lâu nay người ta cứ khen riêng ngài 92 là nhớ rất nhiều. Bây giờ tôi mới gặp sư phụ của tôi, phụ Vũ Hoàng. Xin các ngài một tràng hót tay cho cụ. À, nhưng mà cứ gặp lại ngài thì con xin cảm ơn cụ. Dạ, mời cụ về chỗ. Cảm ơn giáo sư. Thầy lên thì nó có ít. Nếu có thì giờ ra đó, chúng tôi phải nói rằng cả tiếng họ cả thầy không chưa hết nữa. Tôi xin hết lời một phút thôi. Là vì ông Thanh nói đưa cùng xuống đúng rồi. Là vì tôi thưa quý vị nhé, chưa có một cái bữa tiệc nào mà nó đặc biệt như bữa tiệc này. Tôi cảm thấy với quý vị từ trước đến giờ và từ giờ về sau không có cái bữa tiệc thứ hai như thế này. Lý do là vì có lẽ xin một tràng pháo tay trước để tôi nói lý do. Thứ nhất, quý vị có biết là cái bữa tiệc này tôi nói trên đài cũng chỉ có vài buổi, nhưng mà không phải đoàn từ San Jose về, phải đoàn từ Florida qua. Và tôi thưa với quý vị để hãnh diện, chúng ta sẽ thành công giải phóng đất nước kỳ này. Có lẽ quý vị bảo tôi bốc khăn không phải đâu. Tại vì sao? Thứ nhất, đang một lần thắng và đang trở lại. Và Joe Biden đang chết và nó phải rút lui. Bây giờ là dân chủ đang đến đưa cái mũ gọi là mũ cứu hỏa Kamala Harris và đi vua Donald Trump. Và tôi thưa với quý vị, trong bữa tiệc này quý vị không ngờ có một người là tay chân của Donald Trump. Và cái vị này lại là chùm tình báo của Hoa Kỳ về Á Đông. Và cái vị này đã hứa với tôi trong vòng vài tuần nữa sẽ được gặp Donald Trump. Quý vị một tràng pháo tay. That's good, yeah. Và khi phái đoàn cho tôi dẫn đầu, tôi sẽ hãnh diện nói với quý vị, tôi sẽ dẫn đầu một phái đoàn qua Florida gặp Donald Trump. Gặp để làm gì? Có phải để qua một chú hành hương đâu? Tôi không hát gì chủ với lại Donald Trump. Tôi qua đó với một cái chức vụ đặc biệt. Thứ nhất, rửa mặt cho Hoa Kỳ. Trong này có nhiều người làm chuyện thôi. Quốc tế có, anh em chúng tôi biết nhau mấy chục năm rồi. Và tôi dám nói dùng câu là gì? Rửa mặt cho Hoa Kỳ. Tại sao có thể rửa mặt cho Hoa Kỳ? Trong lịch sử 246 năm lập quốc của Hoa Kỳ, chưa bao giờ Hoa Kỳ mất mặt như cái cuộc chiến ở Việt Nam để rút lui một cách đau khổ, chết 58.000 người. Nhưng mà lần này, với người Việt Nam, quốc gia của chúng ta sẽ giúp cho Hoa Kỳ rửa mặt cái nhục nhã đối với Cộng sản năm 1975. Đồng thời, chúng ta sẽ có cơ hội giải phóng quê hương bằng cách gì? Phục hồi Hiệp định Paris. Và xin quý vị cộng nghệ với chúng tôi vài tháng nữa, vài thời gian, vài tuần nữa, chúng ta có tin vui, tôi sẽ nói chuyện lại. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn. Chúng tôi xin cảm ơn giáo sư Dương Đại Hải. Và giáo sư Dương Đại Hải có nói một câu là chúng ta sẽ trở về quê hương Việt Nam, yêu dấu của chúng ta. Tôi nói đó, xin quý vị ghi nhận và giúp cho giáo sư thực hiện đúng như lời giáo sư nói về. Hello sư phụ. Xin cảm ơn quý vị. Bữa nay là ngày đặc biệt,
Và kính thưa quý vị, cái mặt sư là có thấy hình quá, có được cái mô hình nó đã cờ những năm qua rất là lớn. Sư phụ có cảm nghĩ gì bữa nay cho con chút ít là chia sẻ bữa nay sư phụ hả? Bữa nay là dạ, xin lỗi, bữa nay là cái ngày rất là đặc biệt. Bữa nay là cái ngày quốc khánh, mà cái ngày quốc hận, mà cái ngày quốc dục là của lao công của Ngô Đình Diệm đó, là được giáo sư đại tá giáo sư tiến sĩ Dương Đại Hải mời sư đến đây để dự một cái buổi tiệc để có đôi lời để chia sẻ. Thì bởi vậy nên á, với hơn nữa cái ngày bầu cử của Trump á, nó rất là quan trọng. Dạ, xin kính chào cái đài phố Cali Bosa TV này. Dạ, hôm nay đó chiến được cái hôm nay rất là quan trọng. Chim khôn chọn cái lành mà đậu, người khôn chọn chân chúa mà thờ. Bởi vậy quý vị phải năm nay đó, mà nếu mà dạng Trump là coi như là Trump là cái vấn đề, Trump là coi như là Donald Trump là coi như là một vĩ nhân của thế giới, là mới làm cho cái thế giới được bình an. Bởi vậy nên quý vị phải cẩn trọng trong năm nay. Người tu không thích involve vào chính trị, nhưng mà tại sao mà sư ủng hộ Donald Trump là tại vì sư không có chấp nhận cái mà đồng tính luyến ái và giết người phá thai. Bởi vậy nên sư phải ủng hộ Donald Trump là như vậy đó. Thì tùy quý vị đó, Trump sẽ làm thay đổi cái thế chiến thứ ba, và sư Trump sẽ làm thay đổi thế giới và sẽ làm cho đất nước hùng mạnh, coi như là hùng cường và thịnh vượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư phụ ơi, cho con hỏi thêm một câu nữa sư phụ. Sự khác nhau giữa cố tổng thống Ngô Đình Diệm và ngài tượng gì ngoài bộ xa quên nè, con quên nè, tượng Đức Thánh Trần. Đức Thánh Trần sẽ khác nhau giữa sao chứ không ạ? Còn đâu có gì khác nhau, coi như là Ngô Đình Diệm là hậu thế, còn Đức Thánh Trần là người coi như là người trong lịch sử đó, một người thời xưa và một người thời nay. Nhưng mà xưa hay là nay cũng vậy, cũng như đó là những tiền nhân, cũng như là đất nước của mình, đất nước Việt Nam của mình là đó. Quý vị thấy không, là coi như là voi hiến, sư hay nói à, voi to sợ chuột vô cùng, Việt Nam nào sợ phụ tùng Trung Hoa. Đó, cái tiền nhân của mình là hai bà Trưng, bà Triệu, là đàn bà mà còn có lòng yêu nước thương dân, tận trung báo quốc, vị nước vong thân, vị vân vì dân mà trong mạng muốn chi là mình. Bởi vì mình làm con mình giàu sao quê hương đất nước của mình phải coi như là quốc gia hưng phong, thất phu hữu trách đó. Nếu mà quốc gia có biến loạn thì người dân phải có cái trách nhiệm, thì phải đó là cái trách nhiệm chung của tất cả người dân của mình để bảo vệ quê hương và tổ quốc đó. Bây giờ thì người tu sư không làm gì được, sư không có involve vào chính trị hay là chính em, nhưng mà người tu phải có quan điểm và thái độ chính trị và để làm lợi ích cho quốc gia dân tộc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Cảm ơn sư phụ nhiều, chúc sức khỏe sư phụ ạ. Thank you.
kính thưa quý cha, quý thượng tọa cùng toàn thể quý vị, để tiếp nối chương trình văn nghệ hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu MC Phạm Ngọc Đăng là cựu sĩ quan viên sĩ quan trưởng Quân ủy Quốc gia Việt Nam khóa 22 và là cựu thiếu tá nhảy dù quân lực Việt Nam Cộng Hòa, vừa là MC và lại vừa là ca sĩ. Hôm nay MC Phạm Ngọc Đăng sẽ ca bản Lối lòng người đi của anh Bảo. Mời MC Phạm Ngọc Đăng.